Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong ngày hôm nay 29 tháng 5, em sẽ đánh giá tổng thể các cái xe đạp của em mới nhập về, là xe đã qua sử dụng tại thị trường Nhật hay các bác còn gọi là xe đạp Nhật bãi. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết từng chiếc một. Mời các bác đón xem ngay bây giờ. Cái chiếc đầu tiên ấy, là các bác đang nhìn thấy trong hình đây, đó là chiếc Precision. Đấy, chiếc Precision, cái hiệu Precision này thì còn không xa lạ gì với các bác đã dùng qua xe đạp Nhật bãi rồi. Đây là một hiệu của Nhật, hiệu xe đạp của Nhật. Thì cái chiếc này ấy, nó size của nó là size 51. Đây, như các bác thấy. Thì riêng đặc biệt con này thì sơn nó quá còn đẹp. Nó rất là đẹp, nó khoảng 90% và chỉ xuất hiện một vài cái vết xước nhỏ ở trên khung mà thôi. Đấy. Một vài cái vết xước li ti. Còn đâu sơn rất bóng và đẹp. Sơn này là sơn zin nguyên bản 100%. Riêng con này là sơn còn rất là đẹp. Precision, hiệu của Nhật. Size là 51. Đây các bác có thể nhìn thấy là những cái tem đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Cấu hình của chiếc xe này thì được trang bị cái đùi đĩa 3 tầng của Shimano Tour Lay này. Gạt đĩa cũng là Tour Lay luôn. Và đè cũng là Tour Lay ạ. Shimano Tour Lay, và xe được trang bị một cái líp 8 tầng. Vành bánh căm rất là thưa, rất là đẹp. Nước sơn còn khoảng trên 90%, rất ít vết xước nhỏ. Phanh của các cái dòng Nhật bãi này thì tất cả gần như là gần 100% đều là phanh V. Đây là các cái tem mà đã chứng nhận là đã qua sử dụng tại Nhật. Nước sơn rất là đẹp. Càng đằng trước là càng màu trắng, càng thép, phanh V. Trên tay chúng ta thì được trang bị một đôi tay bấm xả. Tay bấm xả có nghĩa là bấm lên số và bấm xả này 8 tốc độ, và bên này là 3 tốc độ chuyển nít, cũng của Shimano Tour Lay TX luôn. Hình thức chiếc xe này thì còn rất là mới. Và thời gian gần đây thì em có làm cái mã vạch dán lên tất cả các cái xe, thì các bác chỉ cần quét mã vạch này ở trên ứng dụng Zalo thì các bác sẽ biết được những cái xe hiện đang em đang có, và các bác có thể nhắn Zalo cho em qua số 975709943. Chiếc xe này là có cái khung được làm bằng nhôm 6061. Như các bác biết thì nhôm 6061 là cái dòng hợp kim nhôm nhẹ và tốt nhất trong cái dòng khung xe đạp. Đây là phần bên này của chiếc xe, cũng rất là khá mới. Và chiếc xe tiếp theo đó là chiếc xe Bridgestone, cũng là một hiệu xe đạp của Nhật. Và dòng này là cái dòng Silva. Đấy, như các bác thấy là có một vết xước đây. Chỉ xe bãi là không thể tránh khỏi, nhưng mà đối với em đánh giá thì cái chiếc xe này, đối với để mà nói cái dòng xe đạp bãi Nhật ấy, thì cái xe này cũng là sơn phải nói là khá là đẹp. Chỉ có 1-2 vết xước nhỏ nhỏ. Đấy, còn đâu là tất cả là sơn zin nguyên bản 100% và khá là đẹp. Thì cái dòng này thì Silva của Beton đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Cấu hình của xe được trang bị đó là đùi đĩa 3 tầng, hiệu Shimano, gạt đĩa cũng là Shimano luôn. Đè sau của chiếc xe là đè Antut, như các bác biết thì đè Antut là khá là tốt nhất trong những cái dòng Nhật bãi rồi. Và líp thì líp 8 tầng, líp 8 tầng, vành 700C, lốp Bridgestone luôn.
Quả lốt con này là đem là gì đây xem này. Lốt con này là 700 x 32C. Meyer Shimano. Phanh Shimano. Yên nguyên bản có chữ Silva, thì cái yên này thì nó có một vết rách. Em cũng không bọc lại. Nếu bác nào thích bọc thì em sẽ tiến hành bọc cho các bác. Mất mấy chục nghìn thôi. Bọc một lớp da lên trên. Sơn còn khá đẹp. Đằng trước có logo của hãng xe. Phanh V, bánh sau và bánh trước. Tay phanh Shimano, tay chuyển số 8 tốc độ cũng của Shimano luôn. Sơn hai bên còn khá đẹp, rất ít vết xước. Đây các bác quét cái mã vạch này để xem các cái xe em hiện có. Chân trống ở giữa. Hai chiếc này em đang đều bán với giá là 6 triệu. 6 triệu con này và con này cũng 6 triệu. Tiếp theo là một con xe bãi Nhật tiếp, đã qua sử dụng tại Nhật. Hiệu Marine, xe sơn khá là đẹp. Đợt này em về một vài con touring có chọn lựa ở bãi. Khá là đẹp. Tay bấm xả 8 nhân 3 tốc độ, 24 tốc độ đấy. 8 lít 3 đĩa. Túi đĩa 3 tầng để tem tua lây và lít 8 tầng. Hiệu Marine. Marine là một cái thương hiệu của Mỹ. Meyer cũng Marine luôn. Bác nào muốn ảnh chi tiết thì các bác nhắn Zalo cho em qua cái số 0975 709 943. Meyer đằng trước cũng là Marine nguyên bản. Sơn nguyên bản 100%. Còn tất cả các cái xe bãi đã qua sử dụng tại Nhật thì các bác lên xác định rõ là phải có vết xước, bởi vì nó đi bao nhiêu nghìn km mới về được đến đây và đóng trong container, cho nên là rất khó tránh khỏi những cái vết xước. Còn các bác thích không xước thì em có thể tút sơn, nhưng mà sơn tất cả này là em để nguyên bản 100% từ bãi, cho nên là xác định rõ là xe bãi thì không thể không xước được. Xe bãi Nhật thì không thể không xước được. Sơn còn khá là đẹp. Sơn nguyên bản màu xanh, một mấy chiếc màu cũng khá là đẹp, màu đỏ, màu xanh da trời và màu trắng, làm sơn đẹp rồi. Tiếp theo là một con Doppelganger em đang treo ở đây, giá là 4,8 triệu. Con Marine này cũng giá 6 triệu. Con Petrolite là giá 8 triệu. Thì con Petrolite này hiệu là hiệu của Mỹ, cũng tay bấm xả 8 lít 3 đĩa. Đề là đề Sora đời đầu, mà cái ở đây nó mất cái chữ Sora rồi. Lip 8 tầng vành 700C, quả là quả 23C, phanh V, nước sơn màu đỏ còn khá là đẹp, hiệu Petrolite của Mỹ, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Tiếp theo là một con Zanicate size L, tức là size cao, L cao. Giá là 5 triệu. Các bác nào muốn... Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai. Và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện
về và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy, thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em là em bán đồ cũ, cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra, nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là: một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.